Xin mẹ đi chữa mắt lé. Đến nơi bác sĩ nói một câu khiến Miu Lê câm nín đi về. Mặc dù đã 5 lần 7 lượt cầu cứu, nhưng bà nội Miu Lê vẫn không được bác sĩ chấp thuận việc điều trị mắt lé. Từ một cô ca sĩ không mấy nổi bật, Miu Lê bất ngờ làm nên chuyện với vai diễn thành công ngoài sức tưởng tượng trong phim điện ảnh Em là bà nội của anh, được cả giới chuyên môn và khán giả công nhận khả năng diễn xuất. Người đẹp 9X hiện đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được săn đón nhất làng điện ảnh Việt. Không chỉ là một gương mặt tài năng, Miu Lê còn gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn và nụ cười rạng rỡ. Tuy vậy, ít ai biết cô nàng từng nhiều lần băn khoăn về đôi mắt của mình khi đòi mẹ cho đi chữa mắt lé. Do sở hữu đôi mắt hơi đặc biệt nên nữ ca sĩ còn bị đồn cắt mí. Dù cô luôn khẳng định mình chưa từng can thiệp thẩm mỹ. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ diễn viên 9X thú nhận: "Đôi mắt tôi khá lạ, nó hở ra ở hốc mắt, khó trang điểm lắm, phải quen tay kìa. Xong người ta đồn tôi cắt mắt, bảo tôi cười rất giả. Cái cằm tôi nó có một cục này luôn, chưa kể tới cái nọng, mà càng gầy nó càng đưa ra chứ độn gì, tôi làm gì là tôi sẽ nhận." Nữ diễn viên Thiên Sứ 99 phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia hóa trang để khắc phục khuyết điểm này. Nghi ngờ mắt bị lé, Miu Lê từng 5 lần 7 lượt năn nỉ mẹ đưa đến bệnh viện khám. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi đòi hoài nên mẹ cũng chiều, bảo dẫn con đi một lần để con đừng bao giờ đòi nữa." Tuy nhiên, Miu Lê được bác sĩ thông báo là đôi mắt của cô không có vấn đề gì bất thường. "Tôi vừa vô gặp bác sĩ kêu tôi bị điên, mắt đẹp vậy mà lé gì. Tôi nói ai cũng kêu mắt con nó bị lé thiệt đó bác sĩ. Bác sĩ bảo đứa nào nói lé dắt nó lên đây," Miu Lê hài hước kể. Tuy nhiên, giọng ca riêng mình em vẫn chưa hết lo lắng. Thậm chí cô còn yêu cầu bác sĩ cho được điều trị bằng việc đeo kính lé một thời gian. Chỉ khi bác sĩ khẳng định mắt cô hoàn toàn bình thường và đạo đức nghề nghiệp không cho phép để cô đeo kính, Miu Lê mới tạm yên tâm về đôi mắt của mình. Vì lo lắng ngôi sao Em là bà nội của anh từng đến bệnh viện để điều trị mắt lé. Có vẻ như người đẹp 9X đã lo lắng thừa khi cô vốn đã sở hữu gương mặt ưa nhìn và đôi mắt biết cười, cũng chính là điểm nhấn đặc biệt khiến khán giả nhớ đến Miu Lê. Trường Giang gọi Nhã Phương là bà nội trong Cháu ơi cháu à. Khi được con gái Cẩm Ly hỏi về mối quan hệ với nữ diễn viên, Trường Giang vui vẻ trả lời Nhã Phương là bà nội mình. Trong tập 10 chương trình Cháu ơi cháu à lên sóng ngày 18 tháng 3, bé La và bà nội tiếp tục thực hiện thử thách làm phóng viên chuyên nghiệp. Theo đó, hai bà cháu đến gặp để phỏng vấn và xin chữ ký các nghệ sĩ như diễn viên cải lương Thoại Mỹ, Võ Minh Lâm, nghệ sĩ hài Chính Tài, Trường Giang, Cát Phượng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Phạm Anh Khoa. Trong cuộc gặp gỡ Đàm Vĩnh Hưng, con gái Cẩm Ly mạnh dạn hỏi về chuyện tình duyên của nam ca sĩ. Cựu huấn luyện viên The Voice chia sẻ anh phải đi diễn nhiều, không có thời gian dành cho người yêu nên tình cảm lận đận. Anh nói: "Chú cũng yêu một cô, thích một cô mà cháu biết đó là ai đó. Nhưng cô ấy không thích chú thì làm sao đám cưới? Khi nào cô Mỹ Tâm chịu thì chú sẽ có vợ." Sau khi phỏng vấn, bé La phải thực hiện tiếp thử thách chơi cầu lông cùng Đàm Vĩnh Hưng. Mặc dù không thành công, con gái Cẩm Ly vẫn có được chữ ký đầu tiên nhờ sự kiên trì. Mr. Đàm khuyên bé La nên mạnh mẽ hơn, đừng khóc nhè để hoàn thành nhiệm vụ. Đến gặp nghệ sĩ hài Trường Giang, bé La làm khó anh bằng hàng loạt câu hỏi hóc búa. Khi Trường Giang xin đổi câu khác, cô bé nhất định không đồng ý. Trước lời chất vấn, cô Nhã Phương là dì của chú, Trường Giang trả lời dí dỏm là bà nội. Bé La hỏi tiếp về điểm xấu nhất trên mặt Nhã Phương và Trường Giang đáp chỉ có tính xấu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng chữa lại, cô Nhã Phương đẹp hết, chỉ có mẹ Cẩm Ly là xấu. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Trường Giang, con gái Cẩm Ly xin thêm được chữ ký của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác, gồm Chí Tài, Hoàng Mèo và Cát Phượng. Kết quả bé La và bà xin được tổng cộng 12 chữ ký, gồm cả chữ ký của MC Ốc Thanh Vân, chiến thắng nhiệm vụ làm phóng viên. Trong tập tiếp theo của Cháu ơi cháu à lên sóng 25 tháng 3, hai bà cháu bé La sẽ đến với nhiệm vụ khó khăn mang tên Sờ vượt đoán hình. Sốc với phát ngôn mới của Ngọc Trinh, sốc hơn cả yêu không tiền cạp đứt mà ăn. Phát ngôn mới này của Ngọc Trinh thật sự đã khiến nhiều người phải hoang mang. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý kể từ sau khi chia tay tỷ phú Hoàng Kiều. Theo đó, nữ hoàng nội y bày tỏ, đàn bà tội gì mà không sành điệu khiến dân tình sụp sôi. Sau vài giờ đăng tải, dòng trạng thái của Ngọc Trinh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.
Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho nhan sắc ngày càng xinh đẹp của cô gái sinh năm 1989, thì không ít người đồng tình với quan điểm của người đẹp rằng đàn bà nên sành điệu chút để làm mới bản thân. Trước đó, Ngọc Trinh cũng chia sẻ những hình ảnh cô đang selfie khá tự nhiên trong trang phục quần jean áo sơ mi nữ tính. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn cả chính là dòng trạng thái đầy ẩn ý của nữ hoàng nội y. Bởi vì cuộc đời đã tạo ra nhân duyên nên người ta cuối cùng cũng đến với nhau bằng cách này hay cách khác. Có thể nhận thấy một điều rằng, cuộc tình oan trái của Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều công khai rình rang như thế nào thì lúc chia tay cũng ồn ào không kém. Tới tận thời điểm này, sau khi chia tay được một thời gian thì tên tuổi Ngọc Trinh vẫn được bạn trai cũ mượn để PR sản phẩm. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng tình yêu này rất nặng mùi kinh doanh. Tuy nhiên, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì. Ngọc Trinh đã từng rất sốc khi tỷ phú Hoàng Kiều tuyên bố chia tay trên trang cá nhân và cô đã tự tay bay về Việt Nam ngay lập tức. Sau khi chị mới đặt chân tới Hawaii, người đẹp đã trải lòng qua thời gian sốc và đau đớn vô cùng trước sự phũ phàng và trở mặt như chớp của bạn trai. Không ai có quyền cấm Đàm Vĩnh Hưng yêu Dương Triệu Vũ. Không ai có quyền cấm Dương Triệu Vũ yêu Đàm Vĩnh Hưng hay Đàm Vĩnh Hưng yêu Dương Triệu Vũ cả. Đó chính là tuyên bố thẳng thừng của ông Hoàng Nhạc Việt khi nhắc đến cậu em trai thân thiết. Nghi vấn tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ được bắt nguồn từ nụ hôn đầy tai tiếng của cả hai trên sân khấu đêm nhạc Lời Tình Mùa Đông của Mr. Đàm với sự chứng kiến của hơn 2.500 khán giả đến tham dự. Sau đó, trên cả trang Facebook cá nhân, Dương Triệu Vũ đã liên tục chia sẻ Phủ yêu nhạc, yêu phim, yêu hoa, yêu đời và còn nhiều thứ nữa. Tình yêu cũng có nhiều mức độ lắm và đối với anh Hưng thì cũng có thể gọi là tình yêu. Điều này đã khiến người hâm mộ tò mò cũng như tỏ ra nghi ngờ giới tính của cả hai nam ca sĩ. Trước những nghi vấn về mối quan hệ này, trong buổi trò chuyện với Tin, ông Hoàng Nhạc Việt cho rằng bản thân từ yêu đã bao gồm nhiều từ ý nghĩa, từ yêu thương, yêu quý cho tới tình yêu đôi lứa. Nhưng dù có là gì đi nữa thì nó cũng là những thứ tình cảm hết sức trân trọng của mỗi người. Bên cạnh đó, Đàm Vĩnh Hưng còn khẳng định không ai có quyền cấm Dương Triệu Vũ yêu Đàm Vĩnh Hưng hay Đàm Vĩnh Hưng yêu Dương Triệu Vũ cả. Mr. Đàm cũng chia sẻ, có thể ở một giây phút nào đó, sau rất nhiều sự quan tâm, chăm sóc, những ân tình mà Dương Triệu Vũ nhận được từ phía anh, cảm xúc của chàng ca sĩ này đã đạt tới một đỉnh cao và có lẽ cũng chẳng cần để ý tới tên gọi chính xác của những thứ cảm xúc ấy làm gì, chỉ biết nó là thăng hoa của sự yêu quý, trân trọng và thấu hiểu nhau là đủ. Để đặt một cái tên cho mối quan hệ này, Đàm Vĩnh Hưng nói, Hưng là con nuôi của gia đình Hoài Linh, Hưng được nhét vào vị trí sau anh Hoài Linh và trước một người em nữa, Hưng được gọi là bốn rưỡi, nên dùng từ gia đình là hợp lý nhất. Còn đối với Hưng và Vũ, đúng từ nhất là tri kỷ, không thể thiếu, có thể hiểu từng hơi thở, từng cái nhìn, từng suy nghĩ dù nó chưa ra khỏi đầu luôn. Cách đây không lâu sau những ồn ào, Dương Triệu Vũ đã đính chính rằng những gì anh nói trước đó chỉ là đùa, không phải sự thật. Nam ca sĩ trẻ còn cho biết, tôi với anh Hưng giống như tri kỷ của nhau vậy, chúng tôi hiểu nhau đến từng điểm nhỏ trong cuộc sống, từ âm nhạc đến chia sẻ quan điểm về một việc gì đó, cả hai đều có điểm tương đồng. Kèm theo đó, ca sĩ trẻ cũng không quên nhấn mạnh, hãy cứ gọi tôi là người yêu, người tình của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ họ Dương còn khẳng định sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để bảo vệ Đàm Vĩnh Hưng nếu như bị ai đó ăn hiếp. Câu trả lời của Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ đã giúp người hâm mộ sáng tỏ hơn về mối quan hệ của cả hai nam ca sĩ. Hồ Ngọc Hà lên tiếng về bức hình tái hợp vui vẻ bên Cường Đô La đang gây bão. Hình tối qua trên cương vị bạn bè, bạn thèm mì mình đưa đi ăn chứ không hề có ý gì. Hà Hồ khẳng định về bức hình đi ăn cùng Quốc Cường đang gây bão mới đây. Giữa thời điểm khoảnh khắc tái hợp đang trở thành tâm điểm của công chúng, Hồ Ngọc Hà đã lên tiếng bộc bạch thanh minh cho cuộc hẹn hò gặp mặt với chồng cũ tối qua. Theo đó, nữ ca sĩ gọi cụ chồng là bạn và khẳng định mình và người cũ không có gì. Hình tối qua trên cương vị bạn bè, bạn thèm mì mình đưa đi ăn chứ không hề có gì. Hà Hồ khẳng định về bức hình đi ăn cùng Quốc Cường đang gây bão mới đây. Tối qua, đạo diễn Việt Thanh đã chia sẻ hình ảnh về cuộc gặp gỡ của những người bạn thân thiết cùng lời bộc bạch vui vẻ thách đố người xem. Mì gõ nửa đêm, ngon rụng rời tay chân, cảm ơn những tình bạn đẹp với chén rượu nồng. Sài Gòn ấm áp lắm luôn, có ai nhận ra ai không ta?
Sẽ không khó để nhận ra hai nhân vật gây chú ý góp mặt trong số bạn bè thân thiết của đạo diễn là Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà. Điều đặc biệt là đại gia phố núi đã tới cùng vợ cũ và anh còn rất ga lăng khi cẩn thận mở xe cho Hà Hồ. Hình ảnh tái hợp vui vẻ của nữ hoàng giải trí và chồng cũ sau khi đường ai nấy đi đã nhanh chóng được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ. Thậm chí, nhiều người yêu mến còn mong đôi trai tài gái sắc gương vỡ lại lanh. Cường Đô La tới cùng vợ cũ và ga lăng cẩn thận mở xe cho Hồ Ngọc Hà. Cả hai vui vẻ hội ngộ trò chuyện cùng những người bạn. Từng có thời gian là của nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, thế nhưng rồi tổ ấm của Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà tan vỡ khi có một con trai chung là Subel. Dù đã đôi ngã chia ly, mỗi người tìm được hạnh phúc bên người mới, thế nhưng Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Cho đến thời điểm này, Cường Đô La và Hà Hồ là những người bạn tốt của nhau, Hà Hồ khẳng định. Hơn thế, nữ ca sĩ xin hãy thứ tha cũng không ngại công khai cho biết. Tuy nhiên đã cạn, tình đã phai, nhưng nghĩa phu thê với chồng cũ vẫn còn vì sản phẩm liên danh là con trai Subel đang hiện hữu lớn dần bên cạnh. Nên cô sẵn sàng làm điều tưởng như không thể, thành có thể, đó là sẵn sàng ngủ chung giường với chồng cũ vì con. Chúng ta có thể đi du lịch cùng con, chúng ta có thể nằm chung một giường cho con say giấc ngủ, rồi chúng ta việc ai nấy làm. Hà nghĩ với nhiều người, điều ấy là không thể, nhưng với bọn Hà là có thể, nữ hoàng giải trí cho biết. Trước đó, mặc dù chưa khoác trên mình chiếc váy cưới bước vào lễ đường, nhưng Hồ Ngọc Hà đã hạ sinh cho Cường Đô La, quý tử đầu lòng là bé Subel. Tuy nhiên, cặp đôi đã đường ai nấy đi khi đã có một con trai chung trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.